Sao Hoàng nhiệt liệt chào các bác. Hôm nay em vừa về để ít các cái món hàng linh tinh của Nhật Bản lên sóng để phục vụ các bác. Ở đây em có các cái mặt hàng như là thuốc diệt kiến của Nhật. Toàn bộ đây là hàng Nhật nội địa chứ không phải là các cái hàng dạng như là các bác mua ở siêu thị và liên doanh như gì đâu. Đây là hàng xịn Nhật nội địa luôn ạ, cho nên là cái giá cả của nó cũng không hề rẻ chút nào. Như ở trên clip các bác, đây là cái thuốc diệt kiến của Nhật Bản. Đấy. Một cái gói này gồm có hai lọ, hai hộp. Các bác giải ra các cái chỗ mà kiến nó hay đi lại này, đường đi lại của kiến ấy. Đấy. Thì nó sẽ tiêu diệt hết cái bọn kiến này luôn. Hàng Nhật cho nên là mình yên tâm hoàn toàn về các cái chất lượng của nó, không lo về vấn đề về chất lượng độc hại của con người đâu ạ. Hàng Nhật nội địa xịn luôn. Như cái gói này thì là em bán là 190.000 các bác nhé. 190.000 một cái gói thuốc diệt kiến này. Thứ hai là cái này là thuốc lọ xịt muỗi, đuổi muỗi trong nhà này. Cái này thì em cũng đã từng bán lần trước rồi. Một cái lọ này dùng được khá lâu trong nhỏ này, nhưng mà mình dùng được khoảng 6 tháng này. Dùng được khoảng 6 tháng. Khi các bác dùng, các bác chỉ cần mở chỗ lock với cả off ở đây này, open ở đây này, để các bác xịt vào phòng một lần thôi, xịt một lần sau đó mình khóa lại. Xịt một lần thôi mình khóa lại và mình cứ và mình mở cái nước sáng nước open này, các bác để nguyên trong phòng thôi. Là trong vòng khoảng xếp thì đâu đó 6 tháng thì mới hết cái lọ này, muỗi sẽ hoàn toàn bay đi hết. Hiện tại cái lọ này là cũng khá đắt thôi nhé, nó vào 500.000 nhé, 500.000 một cái lọ diệt đuổi muỗi này, 500.000 cái lọ này. Sang tiếp là cái hộp thuốc đuổi diệt gián, toàn bộ nội địa Nhật hết. Cái hộp này thì cũng 190.000 hộp. Trong này nó có nhiều các cái 12 viên, 190.000. Toàn bộ các cái thuốc đuổi muỗi kiến gián này đều là hàng Nhật xịn nội địa hết ạ, chứ không phải là hàng Trung Quốc hay gì đó. Tiếp theo là một cái máy đuổi muỗi Nhật Bản. Cái máy này thì bao gồm trong này có một chiếc máy nội địa chạy điện 100V ạ, máy xông tinh dầu đuổi muỗi, và đi kèm một lọ này nhé. Lọ này các bác sẽ cắm vào đây, cài vào đây, rồi là cài vào trong, cắm điện máy sẽ hoạt động. Có đây, nó bật on up ở đây. Cái lọ này có giá 350.000 thôi nhé. Đấy, chứ nói hàng Nhật thì toàn vài trăm nghìn thôi, chứ không có cái giá là một vài nghìn, một vài chục nghìn đâu. Hàng Nhật nó làm chất lượng nó tốt mà nó khá là đắt. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác alo nhé. Đấy, giá cả đã báo các bác rồi, giá trên chưa phí vận chuyển đâu ạ. Em nhắc lại là lọ xông tinh dầu đuổi muỗi Nhật này là bao gồm cả máy luôn này, là 350.000 này. Hộp đuổi diệt gián này Nhật là 190 này. Lọ xịt đuổi muỗi Nhật 500.000 này. Hộp đuổi kiến này 190.000. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nha. Chào các bạn.